Hello, xin chào các bạn, và chúng ta lại tiếp tục nhỉ với cái bài số có lẽ là 90 gì đó, tí nữa tôi mới đặt tên tôi mới viết. Và hôm nay chúng ta sẽ làm về vấn đề gì? Chúng ta sẽ nói về vấn đề tiếp tục nghiên cứu về Blade nha, Blade Engine, Template Engine với Laravel. Thì từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm những cái file view nhưng mà riêng biệt, và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái file mà nó gọi là template, và nó gọi là cái master page. Sau đó chúng ta sẽ extend nó ra nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ, trong bài này tôi sẽ dùng đến 3 file. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu cái file root. Cái file root thì chúng ta biết rồi, đây chúng ta sẽ gọi đến, tức là chúng ta sẽ lấy cái request như thế này này, và chúng ta sẽ tạo cái home, chúng ta sẽ dùng cái home index là cái home index.blast.php, là cái này ở trong thư mục home này này, nhìn thấy không ạ? Cái này chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà tất nhiên tí nữa tôi sẽ nói lại cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái master.blast.php, chúng ta tạo ngay nó ở bằng cách nào? Ở trong cái thư mục view thôi nhé. View chúng ta tạo new file đúng không? Và chúng ta sẽ lưu nó với cái tên như vậy. Đây chúng ta đây, nếu mà chúng ta nhìn ở trong view này, view 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 đây, thì chúng ta thấy này, nó có cái master là nó nằm ngay trong view đúng không ạ? Thì master nó như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ra đây. Sorry, đúng không? Master nó là như thế này này nhé. Chúng ta làm cái HTML bình thường thôi. Ở trong này chúng ta nhớ là có những cái div, ID, header, rồi wrapper, rồi footer. Chúng ta là làm đúng y chang như vậy nhé. Và wrapper, những cái ID này phải chính xác đấy. Header, footer, wrapper. Ở trong này chúng ta có phần in. Chúng ta làm gọi in header này, content, in footer nhé. Nó đây là như như cái mẫu, nó là cái file mẫu. Thế còn những cái gì mà bất kỳ một cái file nào mà muốn sử dụng cái template master này thì nó sẽ phải phải dùng như thế này nhé. Các bạn sẽ gõ một cái file, ví dụ index .plus.php chính là cái file trong home của mình đấy, đúng không? Trong thư mục home là cái file này này, đúng không? Thì chúng ta phải đầu tiên phải có extend master, có nghĩa là nó sẽ thừa thừa kế thừa master, và sau đó chúng ta có section section header này. Thì tất cả những cái gì mà nó ở trong cái section header này là, thì chúng ta sẽ nó sẽ chui vào header, còn section content thì nó sẽ chui vào cái bên kia, nó có in in content mà, chúng ta có in content đây thì nó sẽ chui vào content. Và ở đây chúng ta có cái section footer thì nó sẽ chui vào cái phần in footer ở bên này. Được chưa ạ? Có thể cái này nó hơi trừu tượng, hơi khó hiểu một chút để lúc đầu, nhưng mà rồi các bạn cũng sẽ quen thôi, và rồi chúng ta sẽ ổn thôi nhé. Và như vậy là tôi đã giới thiệu xong ba cái file này, nó ngắn gọn lắm, các bạn chịu khó gõ một chút nhé. Và nếu mà các bạn có dùng các cái snippet của tem của Blade ấy, thì chúng ta sẽ như tôi đã giới thiệu với các bạn rất nhiều lần, chúng ta control shift p ở đây này, và chúng ta gọi là package control nhé, package, và tôi có thể list cái package này, thì tôi có thể các bạn nhìn thấy thì tôi có Laravel chẳng hạn, Laravel 4 này, Artisan này, rồi generator, rồi snippet này, Laravel 4 snippet, có lẽ tôi cái này tôi phải list. Tôi cũng có thể xóa cái này đi thì không cần nhiều nhiều như thế, thì tôi cũng có thể xóa bớt những cái đây con CP này, package control, list package, thì các bạn thấy là một số thứ các bạn có thể cài thêm các cái snippet để nó hỗ trợ. Thí dụ tôi như có cài CodeIgniter, rồi cài Laravel, rồi Blade snippet này, thì những cái thứ này nó sẽ hỗ trợ khi các bạn code. Cái này tôi chỉ nói vậy thôi. Và bây giờ lại quay về cái bài này, thì các bạn thấy là nếu mà những cái gì section header thì nó sẽ chui vào, mình viết tất cả những cái gì ở trong này thì nó sẽ chui vào cái gì nhỉ? Nó sẽ chui vào cái phần 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 header này nhé. Và bây giờ chúng ta thử chạy thôi. Ok, tương tự như thế đối với wrapper, rồi đối với content cũng như đối với footer ở đây. Và các bạn hãy gõ đúng
Tất nhiên cái rút này thì nó quá ngắn gọn rồi, nó vẫn giống như những cái bài trước. Còn những cái index.php và master, index thì nó ở trong cái home nhá. Đây này, nó ở đây này. Thế còn cái master thì chúng ta có thể để ngoài cũng được, hoặc là ít nữa chúng ta có thể để vào trong cái thư mục template như thế nào đó cũng được. Thì chúng ta có master đây, và các bạn gõ nguyên si hai cái file này và chúng ta chạy. Tất nhiên là tôi nói như thế này thì lúc mới đầu là nó hơi hơi trừu tượng, hơi hơi rắc rối, hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà các bạn rồi sẽ quen và các bạn sẽ thấy là những thứ này nó sẽ rất có lợi và rất là tiện ích. Và bây giờ tôi chạy thôi. Và chạy thì tôi sẽ gõ vào public này, Laravel này đúng không? Laravel, và tôi gõ vào đây public. Public thì chúng ta đang nói đến cái request này đúng không? Request này thì nó sẽ chạy đến đây, request này thì nó sẽ chạy đến đây, nó đang xử lý cái request này thì nó sẽ tạo, nó chạy thằng home index đúng không ạ? Mà thằng home index thì bây giờ nó chính là thằng index.blast.php, home index đây. Index.blast.php là thằng này. Thì thằng này nó sử dụng, nó extend cái master thì nó lại dùng cái template master này. Và tất cả những cái gì mà chúng ta ghi ở header thì nó sẽ chui vào cái end header ở đây. Và tất cả những cái gì chúng ta ghi ở section content thì nó sẽ chui vào cái end content ở chỗ này. Và bây giờ tôi lại quay lại cái đấy và chúng ta nhìn nhé. Đây chúng ta thấy header chui vào header, footer thì nó còn làm lên màu xanh nữa đúng không ạ? Và chúng ta có thể xem nguồn trang của nó, xem nguồn trang, và chúng ta thấy là này, cái ở đây chúng ta có cái div id là header, có div wrapper và div footer đúng không ạ? Cái này thậm chí còn có một ít styling, và tất cả những cái gì chúng ta ghi vào thì nó sẽ chui vào bên này. Ok. Và bây giờ tôi sẽ sửa đi một chút, chẳng hạn tôi sẽ sửa cái content ở bên index này nhé. Tôi gõ thêm một thứ br vào đây chẳng hạn, br br tab, và tôi gõ một cái thứ ba lăng nhăng vào đây, Ctrl S. Các bạn thấy gì nhỉ? Nếu mà chúng ta quay ra đây và chúng ta refresh thì chúng ta thấy cái phần content này có ba lăng nhăng tương tự như thế. Các bạn gõ cái gì vào đây thì chúng ta cũng 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 sẽ thay đổi được cái header cũng như là cái footer này. Ok. Và cái video này về cái template, tức là cái về cái master đúng không? Master document của cái template engine Blast thì chúng ta đã làm xong, và tất nhiên là chúng ta cũng chưa chưa rõ lắm, nhưng mà rồi thì từ từ rồi chúng ta sẽ rõ hơn. Ok.